Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay thì mình lại lên thanh lý cho anh em. Hôm nay thanh lý anh em khoan đợi thì mình giữ lại cái mua cái chân quay khác. Cái chân quay này nó lung này quá. Đây, hôm nay thì mình sẽ thanh lý cho anh em cái số này, thành xả lỗ cho anh em nhé. Đó chính là, đây, anh em đợi mình xíu, đó chính là iPhone 4 anh em ạ, iPhone 4S. Đây, xả lỗ cho anh em. Thì con iPhone 4S này của mình trước mình vẫn bán là 400.000, mình vẫn bán là 400.000 anh em ạ. Đấy, mình vẫn bán với giá là 400.000 không bao pin. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ để cho anh em với giá 200.000 không bao pin và không tặng sạc nhé. Thanh lý cho anh em máy anh em dùng để nghe gọi, con này thì quá là ok luôn. Đấy, đây. Tất cả mình sẽ bao full cho anh em nhé. Bao full chức năng. Đấy, pin kém thì các bạn tự thay, không tặng sạc và mình cũng sẽ không bảo hành. Giá là 200.000. Anh em mua nhá, chuyển khoản đủ thì mình mới bán nhá, không cọc cạch gì. Chuyển khoản đủ luôn. Bởi vì cái con này mình nhập vào là 250 rồi. Nhập vào là 250 rồi, trong khi đấy là mình bán có 200 là lỗ 50. Chưa tính là đồng tiền ngày xưa mình nhập nó còn mất giá. Tính kiểu đấy thì ối rồi ôi lắm. Ối rồi ôi lắm mọi người ạ. Đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ lên cho mọi người những con máy mới về nhé. Con máy mới về. Và các bạn xem, các bạn, mình chỉ quay qua thôi. Ai muốn xem chi tiết thì các bạn vui lòng nhắn tin qua Zalo 056688 tiêu quý 9 để đặt hàng. Bên mình có ship code toàn quốc. Mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái, ưng thì các bạn lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhé. Đầu tiên thì mình về là một con 11 Pro. 11 Pro các bạn nhé. Con này bị mực màn này. Giá cực kỳ là rẻ thôi. 11 Pro mực màn vẫn dùng được bình thường, không ảnh hưởng gì, chỉ mực màn nó xấu thôi. Phây đã tắt, ta viện sự cố phây này, hỏng phây à, còn này hỏng phây nữa các bạn ạ. Đúng rồi, hỏng phây. Phây này có thể sửa được nhá, nhưng mà thôi cứ để nguyên là mình bán cho mọi người luôn đi. Thì cứ như thế này mình sẽ để cho mọi người với giá là 5 triệu 2 một con iPhone 11 Pro. 5 triệu 2 một cái con iPhone 11 Pro. Bây giờ cái màn của nó cũng chỉ rơi vào tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi thôi. Mà máy của nó thì đang dao động là 8 triệu rưỡi. Đấy. Bán 5 triệu 2 quá rẻ. Rẻ luôn, được hơn 3 triệu. Hỏng phây các bạn nhé, hỏng phây. Hôm nay thì về được ít hàng lắm mọi người ạ. Tết nhất thì hơi khó nhập. Tiếp theo mình về được một con XN Max 64 GB pin 89 Ma Mỹ. Máy bao zin thức 98. Có chày nhẹ nhá. 7 triệu. 64 GB 7 triệu một con XN Max. Cực kỳ là hợp lý. Con này có hình thức 98% nhá. 98%. Theo mình về thêm được một con XS Max nữa, con này pin 92 206 GB. Máy zin đẹp. 8 triệu, 206 GB 8 triệu các bạn nhé. Một con XS Max vì con này hình thức đẹp mà. Đẹp thì nó đẹp tiền thôi. Zin full 8 triệu. Tiếp theo mình về nó con 11. Con này đã thay pin. 64 GB 7 triệu 2, máy đẹp. Zin trừ quả pin nhé, quả pin pin 100 là pin thay rồi. Đấy, 7 triệu 2 một con iPhone 11. Con này thực ra mà nói đây này các bạn này, đây nhá, mình lại chia sẻ tiếp về cái con này. Con này hiện tại đây này, nếu mình không kiểm tra thì mình bán cho các bạn thì nó lại là thành lừa các bạn. Đây mình mua, đây là các bạn hiểu rõ rằng đây mình mua về nó như vậy rồi nhá.
Các bạn nhìn này, đây là thằng thợ trước nó làm láo. Đây, 3064GB này. Nhưng các bạn kiểm tra pin này. Pin 98%. Pin 98% nhưng mà sạc 1000 lần. Các bạn có tin không? Chẳng bao giờ có. Chắc chắn quả pin này là pin kích. Và mình sẽ phải thay cho các bạn của pin khác. Mình không làm cho mèo đấy. Pin này pin 98 nhưng chắc chắn quả pin này pin kích. Mình cắm bao tun rồi. Cắm bao tun vào nó báo rằng là sạc hơn 1000 lần. Hơn 1000 lần mà pin 98% làm gì có chuyện đấy. Ok, tiếp theo giới thiệu cho bạn một con A11 Pro Max 64GB 91%. Con này bản nước Thái, máy bao zin thức đẹp 10.500.000. Máy bao zin thức đẹp nhá. 11 Pro Max pin 91, máy bao zin thức đẹp 10.500.000. Tiếp theo là một con A11 Pro 206GB bản GA pin 93%. Máy bao zin thức đẹp 10 triệu, 206GB 10 triệu nhé. Máy bao zin đẹp keng 10 triệu. Đây là bẩn đấy. Đây là bẩn thôi các bạn nhé. Đấy, máy bao zin thức đẹp 10 triệu, 206GB 11 Pro. Tiếp theo một con XS Max 64GB 94% ma Mỹ. Máy zin đẹp 7 triệu 7. Đấy. Đẹp keng 7 triệu 7, 64GB, pin 94%, máy bao zin rất đẹp 7 triệu 7 các bạn nhé. Còn đi ghen mắt, máy zin full. Mình về tiếp được một con 11 Pro 64GB Mami pin 93, 9 triệu, máy bao zin rất đẹp nhé. Bình thường con này nó chỉ 8 triệu rưỡi thôi, nhưng con này zin đẹp chất, pin cao, thì nói chung giá nó lại đắt. Đấy, nhưng ai khó tính thì lấy những con này. Nó gọi là hết nước chấm luôn nhá. 9 triệu. Tiếp theo là một con 11 Pro Max 64GB vỡ lưng. 9 triệu nhá. 9 triệu. Hình thức vẩy. Mà 9 triệu này các bạn thích mình làm lại lưng thì mình làm miễn phí cho các bạn, vẫn giá 9 triệu. Ok chưa? Đấy. Pin 100. Con này nói chung người dùng người ta không giữ. Xài con này đâu đó khoảng hơn 100 lần thôi mà. Pin 100 là chuẩn nhá. Ma Mỹ. Vỡ lưng. Pin 100. 9 triệu. Các bạn thích thay lưng một thay poly cho các bạn. Tiếp theo mình về là một con X206GB. Xin các bạn mình điền nhầm nhá. 5 triệu. Điền 6 triệu tây nó mua. 5 triệu X206GB 5 triệu nhé. Máy đẹp, hình thức đẹp. Pin kém sẽ được thay pin miễn phí. Hôm nay thì mình toàn về dòng iPhone, không về được con Android nào. Mình về được thêm một con XS Max pin 98 là pin thay rồi. Và cái thằng thay trước nó sạc của cáp, nên mới có chuyện đấy. Con này thay lưng nhá, 6 triệu rưỡi. XS Max 6 triệu rưỡi, quá rẻ. XS Max 6 triệu rưỡi, quá rẻ luôn. Thay lưng. Mà đây này nói thật các bạn, thay lưng mình báo các bạn chứ. Mình không báo các bạn tuổi gì. Các bạn tuổi gì mà biết con này thay lưng. Thật luôn. Chẳng qua là bên mình tiền chỉ là số 9 thôi. Uy tín là số 10 nên mình báo cho các bạn như vậy. Chứ các bạn tháo ra các bạn chẳng biết là con này thay lưng. Tiếp theo là một con 11 64GB bản VN pin 87%. Máy zin hình thức 98, 7 triệu. 7 triệu các bạn nhé. 7 triệu. Đấy. Hết máy mới về rồi. Bây giờ mình sẽ quay những con máy bên mình đang còn. Ok. Hết máy rồi. Đầu tiên thì nên giới thiệu cho bạn 13 Pro Max. Mình cũng chỉ còn 3 cây rồi. Vừa trước 4 cây, hôm nay còn 3 cây. Con này bản ZA nhé. Bản ZA thì sẽ dùng được 2 sim vật lý. Máy đẹp, sim chất. Con iPhone 13 Pro Max. Bản ZA này 128GB này, pin 88% nhé.
Pin 88, máy bao zin thì rất đẹp. 19 triệu 800, 19 triệu 800 các bạn nhé. Máy bao zin rất đẹp keng. Tiếp theo mình có một con 13 Pro Max nữa, con này màu gold nhé. Pin 95. Máy bao zin hình thức đẹp. Pin 95 nhé. 13 Pro Max pin 95. Đấy. Máy đẹp zin full. 21 triệu 500. Bản VN nhé. Chứ tiền nào thì của đấy thôi đúng không các bạn? Con này quá chất rồi. Tiếp theo là một con 13 Pro Max nữa. Con này của mình thì là cũng 118 GB, nhưng con này pin 100 luôn các bạn ạ. Và còn bảo hành đến tháng 7 sang năm luôn. Máy đẹp keng. Đẹp con này hết được chấm luôn. Đấy. 13 Pro Max. Nói chung con này thì chỉ bàn về giá đó, không bàn về hình thức nhé. Không bàn về chất và cũng không bàn về hình thức. Pin thì là pin 100 rồi. Sạc đâu đó mới có 7 mấy lần, 79 lần hay 80 lần thì đấy. Bản VN 118 GB. 21 triệu 800. Nói chung là mọi người mua hàng bên mình thì yên tâm. Bên mình tình trạng báo giá cụ thể. Thuận mua thì vừa bán. Đấy. Và bên mình bảo hành tất cả những con máy zin chất. Bên mình bảo hành 6 tháng, bao test 1 tháng. Có những con máy bên mình thanh lý thì bên mình bảo hành 3 tháng và bao test 1 tháng cho các bạn nhé. Đấy. Và bên mình có tặng kèm ốp sạc cường lực. Nếu các bạn không lấy thì sẽ được trừ tiền. Các bạn chú ý lên như vậy nhé. Các bạn nhớ là có một số shop người ta bán là không tặng kèm phụ kiện. Bên mình có tặng kèm. Và không lấy phụ kiện các bạn được trừ tiền. Tức là nếu các bạn không lấy thì nó sẽ không phải là giá như vậy nữa. Đấy, các bạn chú ý là như vậy. Tiếp theo là một con 12 Pro Max. Giá chỉ là 11 triệu 500 thôi. 118 GB pin 86%. Con này máy lốc nhá. Máy lốc. Con này là máy lốc. Rẻ luôn được 4 triệu. Quá rẻ. Nhưng ai hiểu về máy lốc thì mút ngay con này. Mút luôn vào ngay con này. Mình sẽ sạc pin con này. Và các bạn xem video của mình. Ngay xem video đến lúc này thì các bạn bấm like đi. Bạn bấm like ủng hộ mình. Các bạn đừng tiếc cái like ủng hộ mình nhé. Mình nói thật mọi người nhé. Mình thì thường xuyên live stream tặng quà. Tri ân mọi người. Mà mình thấy mọi người hay tiếc mình cái like lắm. Đây. Các bạn mở video của mình nhé. Thì bên góc trái màn hình nó có cái like này. Các bạn bấm like ủng hộ mình một cái. Đấy. Bấm like ủng hộ mình một cái. Và bên góc phải chỗ này nó có sẽ chữ đăng ký. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn đăng ký kênh của mình. Ngoài ra thì mình còn một kênh, đó là kênh Thanh Thú Nắc Suri. Đây. Đấy, các bạn qua kênh Thanh Thú Nắc Suri ủng hộ mình. Kênh này bên mình thì thường xuyên ra những cái video hàng mới về. Đấy. Bạn đừng quên bấm like. Đấy. Đây, đây là mình luôn. Bên mình thì thường xuyên quay mặt mình để cho mọi người nhìn thấy mặt mình thì nó tin tưởng luôn. Và bên mình đồng bộ số điện thoại cũng như số tài khoản các kiểu. Chỉ bằng một số, mà số bên mình thì cực chất. Để đảm bảo, để cho các bạn tin tưởng thì mình xài những cái số siêu chất luôn. Ok, tiếp theo giới thiệu cho các bạn một con 11 Pro Max 64 GB. Con này ép lại kính rồi. Đấy. Các bạn thấy không? Ép kính bên mình báo ép kính. Chứ mình không báo thì các bạn có biết được không là điều quan trọng. Xin thưa với các bạn là tay nghề thợ là quá đẳng cấp luôn. Không báo các bạn biết thế đếch là được. Biết thế đếch là được luôn. Đó. Đúng không? 9 triệu rưỡi 64 GB. Tiếp theo là một con 64 GB Ma Mỹ. Pin 89 10 triệu 500. 11 Pro Max máy bao zin thì rất đẹp nhé. 10 triệu 500. Con này hết pin thì mình cắm sạc luôn. Tránh khách đến là toàn máy hết pin. Vì nói thật các bạn là máy bên mình cũng nặng 500 cây. Mình khẳng định các bạn là bên mình rất phong phú đa dạng. Có thể nói là số 1 trên nền tảng YouTube cũng như TikTok về độ đa dạng máy. Tiếp theo con này là như nào đây? Mình kiểm tra lại con này. Mình báo cho các bạn. 64 GB. Pin 87%.
Máy thì phẩy phẩy. Con này mình xem nào. Bạn để mình nhìn kỹ xem nào. Con này ép kính, con này cũng ép kính các bạn ạ. Ép kính 9 triệu rưỡi nhá. Đấy, các bạn yên tâm bên mình nó là 95 trên 64 pin 87. Và tất cả những con mình ghi chữ EK nó là ép kính và TL là thay lưng. EK. Tiếp theo con này 206 GB đã thay màn zin pin 100 thì chắc chắn là pin thay rồi. 10 triệu 200 nhá. Đã thay màn nhưng thay màn zin nên mọi yên tâm luôn. 10 triệu 200 thôi. Tiếp theo con này 512 GB đây. EK là ép kính. Pin 84 512 GB. Chỉ có 12 triệu thôi. Cực kỳ là hợp lý. Cực kỳ là hợp lý luôn các bạn nhé. Khả năng con này mình sẽ bỏ ra mình dùng. 512 GB pin. Bộ nhớ trâu mình thích. Tiếp theo một con này thanh lý cho các bạn. 6 triệu hỏng phây. Đã thay màn nhưng thay màn zin và pin kém. 6 triệu thôi. Đấy. Con này mình sẽ lấy những cái màn ra mình thay cho con máy kia nhỉ. Con một áo nó lại có một con máy mới về nữa đâu nhỉ. Này 6 triệu nhá, hỏng phây. Đấy. Pin kém và đã thay màn nhưng thay màn zin, khả năng con này mình sẽ thay cái màn tàu sang đây mình bán cho các bạn chỉ 5 triệu thôi. 5 triệu thậm chí 4 triệu rưỡi thôi. Mình đang nghiên cứu bởi vì mình đang có một con màn tàu ở đây. Tiếp theo một con 11 Pro Max 64 GB 9 triệu rưỡi. Thay lưng, này thay lưng ghi thay lưng. Đấy. Con này 6 triệu, hỏng phây. Màn zin nhưng mà có một hai vết sọc ở đây. 6 triệu nhá, 6 con này 11 Pro Max 6 triệu rưỡi, con này máy lốc màn tàu. Máy lốc màn tàu. Tiếp theo con này là 8 triệu rưỡi, con này ép kính và hỏng cái gạt rung này. Chỉ có giá là 8 triệu rưỡi thôi. 11 Pro Max 8 triệu rưỡi quá rẻ. Đây rồi, con này là hàng mới về đây, thay màn tàu đây. Con này thì mình đang định bán, thì khả năng mình sẽ thay cái màn kia sang đây. Thì chẳng hạn thay màn zin chính hãng thì mình bán con này 206 GB chẳng hạn, mình bán 10 triệu chẳng hạn. Con này bên zin tuyệt đối, tay mình thay mà, mình tháo ra mình thay. Đấy. Thì thay cái màn này sang con kia thì có phải là con kia mình chỉ bán tầm 5 triệu thôi. Đúng không? Còn con này thì mình bán là thành 10 triệu. Con này 206 GB mà. Hiện tại nó đang là full chức năng như màn tàu nhá. Màn tàu mà màn màn LCD, à quên màn. Màn này rất là ngon luôn, màn màn GX. Đây tiếp theo là một con đây, mình cũng định lấy cái con 11 Pro Max này màn xịn này thay sang con màn kia. Không biết có nên thay không? Mình bán con này rẻ đi. Con này 11 Pro Max máy lốc, màn zin full chức năng 7 triệu rưỡi. Con này là 11 triệu 206 GB, pin 83%, máy zin hình thức 9899. Con này 11 triệu 500 thì đúng hơn. Và con này là con gì nữa đây? À con này mình mới mua lại, con này hôm nay đẹp. Con này cũng là hàng mới về này. 64 GB ma Mỹ, con này đẹp lắm, pin 97% đúng không? Con này sạc mới có hơn 100 lần thôi. Máy zin đẹp keng. Con này để cho các bạn với giá nào thôi, các bạn chấp nhận con này nó đắt hơn một tí. Vì nó chất, con này nó là quá chất luôn. 11 triệu 500. Pin 97 ma Mỹ. Tiếp theo đến 11 Pro. 11 Pro thì bên mình cũng rất là nhiều. Nhiều lắm luôn ý. Thì mình sẽ báo giá chung chung cho các bạn. 11 Pro nhá. 64 GB, mình có đầy đủ màu, màu trắng, màu xanh và màu đen. Xanh đâu nhỉ? Màu xanh đây đúng nhỉ? Hay cái màu này không có màu, màu không có màu xanh à? Màu đen. Màu trắng và màu gold. 64 GB dao động 8 triệu rưỡi, còn 256 GB dao động là 9 triệu nhé. Dao động là 9 triệu vì bên mình nhiều lắm cho nên mình giới thiệu qua như vậy thôi.
Tiếp theo là đây có con này thanh lý có 7,9 triệu. Mua Pro 7,9 triệu không biết vì sao này. Con này chắc là pin hơi kém đó. Này bên mình nhiều. Tiếp theo mình giới thiệu ở đây có con 13 Pro này. Còn duy nhất một cây cuối cùng. Và một cây 13 Pro mình đang quay video là 512 GB có giá là 19 triệu. Pin 88%, mình đang quay video luôn. Máy đẹp hết nước chấm. Còn con này của mình là 128 GB. Đấy, 17 triệu, pin 87%, máy bao zin tự đập keng. Quá rẻ. Mình khẳng định là rẻ. 17 triệu. Tiếp theo là mình còn một cây 13 này. Thật sự là mình nhân lên 13 mình nhớ buổi sáng nay có một em trai phi rất là xa từ Nhổn đến nhà mình mua. Xem iPhone 13 thì có mấy cây, có ba cây đẹp chất. Thì em chọn con 15 triệu nhưng rất là tiếc bởi vì con đấy mình bán từ đêm hôm trước nhưng mà mình nói với vợ nhưng vợ mình ngáy ngủ và không biết. Em xem và em mới mua. Chuẩn bị thanh toán thì mình bảo ô con này bán rồi, con đi bán rồi. Và còn hai con còn lại thì em cũng xem nhưng mà em chưa mua. Thì lại có đúng lúc ý là có hai người khác đến cùng mua luôn. Và người ta mua hai con đấy luôn, cuối cùng em ấy đến trước và lại không mua được. Thì đấy anh có con này anh bù lại cho em nhé. Con màu đỏ này của anh nguyên hộp. Pin 92. Đấy. Máy zin đẹp. Máy zin thì tức đẹp. 14 triệu 300. Nguyên hộp em nhé. 14 triệu 300. Pin 92. Đấy. Nguyên hộp em nhé. Và mình còn một con 13 nữa. Con này thì đối với anh, những ai không quan trọng hình thức thì lấy con này giá cực rẻ luôn. 216 GB nhá. 12 triệu 500. Pin 94 à, pin 90%. Con này tình trạng là đã tay lưng, đã tay kính lưng rồi và viền là có trầy xước. Đấy. 12 triệu 500 lại được 206 GB iPhone 13. Quá là chất. À, quá là rẻ. Hết pin mình sẽ cắm sạc luôn. Có pin này. Tiếp theo là sang mình có một cái iPhone 12 Pro thanh lý cho anh em. Con này để cho anh em giá 9 triệu 7. Con này nếu mà các bạn thích thay lưng mình sẽ thay lưng cho vẫn chỉ giá 9 triệu 7 thôi. 128 GB và con này ép cả kính mặt trước rồi. Tức là làm kính mặt trước và mặt sau. Làm kính mặt trước và cái màng loa bị mất rồi mình sẽ đi xin cái màng loa khác mình lắp vào nhé. Để là nhìn vô duyên quá. Đấy. 9 triệu 7. Ép kính mặt trước sau. Cả trước cả sau. Tiếp theo là 12. 12 thì mình có 12 128 GB. Con này giá chỉ có 9 triệu rưỡi thôi vì sao rẻ thế nhỉ? Pin 82%. Có trầy xước. 9 triệu rưỡi quá rẻ. Quá rẻ luôn, 9 triệu rưỡi. Đây có con này thì đẹp, 99, zin. Pin 86 thì là 10 triệu 500, 128 GB. Con này cũng 128 GB cũng chỉ có giá là 9 triệu rưỡi thôi. Con này tức đẹp nhưng mà đã thay cam nhưng mà cam linh kiện Apple chính hãng nhé. Cam linh kiện Apple chính hãng nên các bạn cứ yên tâm. Mình sẽ sạc luôn con này. Nhà mình ăn ở sạc máy không kịp. Tiếp theo là con này của mình bản VN64GB. 10 triệu, bản VN64GB máy zin đẹp 10 triệu. Con này 9 triệu rưỡi 64GB. Pin 86%, máy zin đẹp 99. Con này 10 triệu 500, 118 GB pin 84, máy zin thứ đẹp. Nói chung là 64GB 12 thì bên mình dao động 9 triệu rưỡi. Còn 118 GB là 10 triệu 500, con nào đẹp xuất sắc thì là đắt hơn. Con nào xấu thì rẻ hơn. Đấy, ví dụ như con này này, 9 triệu 118 GB này. Máy bao zin pin 82 này. Đấy, vỏ nói chung là trầy xước này. Thấy chưa? Rất là rõ ràng và cụ thể. Đây còn đây nữa này. Cái này 8 triệu rưỡi 64 GB này pin 86 này. Vỏ xấu. Vỏ xấu. Vỏ xấu này các bạn nắp ốp vào thì ai biết. Dùng nó ngon luôn. Rất rẻ. Thế còn 11 thì
Mình phải thừa nhận mình nhập được nhiều 11, toàn ngon chất. 11 bên mình quá nhiều luôn. 11 các bạn ạ, đủ màu sắc, đủ dung lượng. Đấy, 64 GB máy zin thì thức phải 7 triệu. 128 GB là 7 triệu rưỡi, còn máy zin thì thức đẹp. 64 GB là 7 triệu rưỡi. Còn 128 GB là 8 triệu. Cái nào pin yếu sẽ được thay pin miễn phí. Ngoài ra thì mình có một con máy lốc này, giá 5 triệu, máy lốc giá 5 triệu. Tiếp theo mình giới thiệu sang XR. Đầu tiên lên cho các bạn một con XR lốc luôn, 3 triệu rưỡi nhá. XR lốc 3 triệu rưỡi. Máy zin đẹp 3 triệu rưỡi. Anh em nào hiểu về máy lốc cũng mua nhá. Còn ngoài ra thì XR mình có 64 GB và 128 GB đủ màu sắc nhá. Đấy. Đủ màu sắc. 64 GB thì có giá là 5 triệu 3, 128 GB là 5 triệu 7. 8 Plus. Con này nó vỏ chỗ này nó hơi hở một tí. 3 triệu 8, 64 GB quá rẻ. Hình thức vẫn rất là ok, có 3 triệu 8 thôi. Còn con này của mình là độ vỏ. Tức là thay vỏ mình thay luôn vỏ này cho nó lạ chưa? 4 triệu. Con này là chỉ có vỏ iPhone 11 mới có màu này nhá. Con này lỗi cam thanh lý cho người 3 triệu nhá. Con này màu đỏ 4 triệu 2. 4 triệu 2 nhá, 8 Plus 4 triệu 2. Ngoài ra 7 Plus thì bên mình cũng có tương đối nhiều. 7 Plus thì bên mình giá rẻ lắm mọi người ạ. Nhá. Dao động chỉ 2 triệu rưỡi thôi, 128 GB là 3 triệu nếu máy zin đẹp, còn phải trừ đi 300 nghìn là còn 2 triệu 7. Thế còn 32 GB máy zin đẹp là 2 triệu 7. Máy zin đẹp là 2 triệu 8. Máy phẩy thì là 2 triệu 7. Đâu? 2 triệu rưỡi. Đấy. Thế là 7 Plus. Còn bảy nhỏ thì 32 GB bên mình vẫn đủ màu sắc nhá, máy zin trừ của pin thôi. 32 GB dao động 2 triệu, 128 GB thì dao động 2 triệu 2. Tiếp theo đến SE 2020. SE 2020 thì nó như thế này, bên mình rất là nhiều nhá. SE 2020 mình về rất là nhiều, thì có cả con vỏ thay và có con vỏ zin. Thì mình sẽ báo các bạn như thế này. Mai mình sẽ điền con nào thay vỏ, mình kia sẽ ghi là thay vỏ. 64 GB 3 triệu 4, 128 GB 3 triệu 7, còn 256 GB là 4 triệu. Đấy là những con thay vỏ. Còn những con vỏ zin ý, thì cộng thêm 300 nghìn. Cộng thêm 300 nghìn. SE 2020. Thế còn con SE 2022, SE3 đấy, mình vừa bán đi rồi. Còn ý khách thích quá, mua được máy quá thích luôn. Tiếp theo là XN Max. XN Max thì nói thật các bạn là mình rất là nhiều luôn. XN Max thì mình quá nhiều. Đấy. Thì mình cũng chỉ nói sơ sơ qua thôi, bởi vì đầu video mình cũng có rồi. XN Max 64 GB nhá. Dao động chỉ 7 triệu 2 thôi. 256 GB dao động 7 triệu 8 nhá. Đầy đủ màu sắc. Đấy. XN Max. Trong đó thì mình sẽ lên một số con thanh lý cho các bạn. Đây, ví dụ như con này 6 triệu rưỡi xuất kính đằng sau. Đấy, 6 triệu rưỡi nhá. Pin 91%, 64 GB, máy full chức năng, 6 triệu rưỡi. Đấy. Được chưa? Tiếp theo con này đây, ví dụ ép kính thì mình thanh lý cho các bạn là 6 triệu rưỡi. Các bạn yên tâm, ép kính mình ghi ép kính rẻ được rất là nhiều, rẻ được 10% luôn. Mình sợ nhất cơ mấy những ai mà bao zin mà thực ra ép kính. Mình mua đầy, lúc nào mà em bao zin, thậm chí người quen luôn bán. Bảo em mua người ta bao zin, cuối cùng có zin đâu. Gặp mình thì mình nói ép kính các bạn mới biết. Tiếp theo là X. 64 GB. 4 triệu rưỡi, 206 GB là 5 triệu. Còn XS 64 GB là 5 triệu rưỡi, 206 GB là 6 triệu nhá. Đấy. Và màu gold cộng thêm 200 nghìn. Ép kính giảm 500 nghìn. Đấy. Ép kính giảm luôn 500 nghìn. Mà yên tâm báo rõ. Ok. Tiếp theo có con 6G để thanh lý cho mọi người.
16GB 900.000. Máy đẹp 900.000. 6G 900.000 thôi. Và đây. Thanh Mi Note mấy con. Giảm giá. Đây. Con này 650.000 này. Mực màn và có tài khoản ẩn này. 650.000 nhá. Hơi bị mực màn một tí đây. 650.000, quá rẻ. Con này máy vỡ kính nhá. Các bạn thích thì các bạn tự đi về ép kính và cam dung. Để cho bạn giá là 800.000 nhá. Đấy, tự về ép kính và coi như là nói thật cái main của nó đã xứng đáng là 500.000 rồi. Còn cái màn nữa 800.000 thôi. Để tự đi làm. Còn nếu các bạn thích ép kính, mình ép kính nhau thì cộng thêm 200.000 là thành 1 triệu cam dung. Để tự thay hoặc thích thay cam nữa cộng thêm 200.000. Đây, con này có tài khoản ẩn nhá. Đấy. Tài khoản ẩn 750.000. 750.000. 6 Plus. Con này. Có cái con kia của mình đâu nhỉ? Con này của mình là cũng có tài khoản ẩn. 1 triệu nhá, 1 triệu. Một con 6S Plus vỏ 6 triệu 8 nhá. 6S Plus triệu 8, con này không biết là bao nhiêu ghi. Con này chắc phải ghi cao đấy. Ghi 16 là triệu 8, vỏ 26 tí nhá. 1 triệu 8. Một con X 3 triệu rưỡi, rất nhiều người hỏi bán chưa nhỉ. Đây có con này 4 triệu này. Một con XS này 4 triệu, vì sao nó 4 triệu nhỉ? À nó con này nhầm không phải. Máy khách. Đây. Thanh lý cho các bạn con này. Đây. Con này nó hơi ám ám một tí chỗ cột sóng thôi. Con iPhone X. Để cho các bạn giá 3 triệu 7. Quá rẻ. Rẻ luôn 800 nghìn nhá. 3 triệu 7. Tìm xem có con nào thanh lý không, nhà nhiều lắm mọi người ạ. Ok chắc cũng hết rồi, cũng hết rồi mọi người ạ. Ở đây con X 3 triệu 3 màn tàu. Đấy, tìm mãi ra X 3 triệu 3 màn tàu các bạn nhé. Đấy. Đấy thì các bạn xem ưng thì các bạn chủ động liên hệ đặt hàng bên mình qua Zalo 0566884499 hoặc có thể gọi điện cho mình qua ba số hotline 0565884499, 0912555912 hoặc 0962615618. Ok và giờ này thì mọi người đừng tiếc cái like ủng hộ mình cái. Ủng hộ mình cái like. Đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn dòng Android thì hẹn các bạn vào ngày hôm sau mình quay. Các bạn muốn xem thì các bạn có thể liên hệ bên mình để hỏi. Android bên mình cũng có vài trăm cây. Đấy, nhá. Ok, thank you và chào hẹn gặp lại mọi người.